À, hôm nay ngày đầu tiên này, tắm nắng cho bọn chó con ăn. Đâu có nước mà tắm, chỉ có nắng mà thôi. Rồi, đây là con mà trong này. Tắm cho chó con. Tắm cho chó con. Tắm nước nóng nhá. Để nước nóng đây à? Đi kiếm ra bắt chó con vào tắm nắng. Bơi đi. Bơi đi. Mắt trợn lên. Mắt nó trợn lên. Con này đang muốn thoát ra khỏi chuồng. Cái này cứ thế mà bơi. Chó là bơi tốt. Chó bơi thì tốt chứ. Cậu có gội đầu cho nó không? Nó cứ trợn mắt lên mày nhìn. Ngoan chưa đâu. Mập ơi. Em mày bị cứt trâu nhiều quá. Cứt trâu? Đâu? Cứt trâu ở đâu vậy? À bệnh. Cứt trâu quá nhiều luôn. Thế mà thả chân vung vẫy thôi.
Mỗi lông mềm mờ cả nó như sủ ra chứ gì đó. Cột cả đuôi rồi. Mày chơi nó dãi à? Cậu ơi, nó phun dãi vào tay con. Eo rồi. Thôi. Bạn kia nghe chị. Quỳnh ơi, dạ. Quỳnh chạy về bảo bà là bà ơi, cậu nhân cậu nhờ tìm cho bà cái lọ cồn iod, lọ cồn iod màu vàng. Gầu bị cất trâu. Nhà anh thử chạy về hỏi bé hay là giờ chị thử có cái lọ cồn iốt màu vàng ấy. Cho em lọ cồn xong chiều mua. Cồn iốt này thì mới hết. Này lắm nhỉ. Cảm ơn không, cồn iốt cơ mà. Ôi giời. Bảo bè. Bảo bè chưa? Đâu vậy lấy con ra. Đâu ông ở nhà có không quên không mua. Tắm xong xong là pha cồn iốt loãng bôi cho nó là xong. Đâu? Ở đây rồi, mẹ đưa vào đây cho con. Đây mẹ có vứt ra đây không? Có vứt nguyên chai cồn thôi. Lấy cái này mà vò về. Cái này là cái gì nhỉ? Cái đấy đem về cho anh Dương đem về. À, cái đấy là cái sữa tắm chả có ăn cho Sơn Baby nó vừa lấy ở nhà ra. Biết rồi, nó là cái gì mà con hiểu đâu. Bây giờ nó hết là cái Sơn Baby rồi. Bây giờ nó chạy
hạn như gì? Áo. Thế là hết hạn như gì? Tránh ra nào, đứng tránh ra để cậu đổ nước nào. Dùng cảm giác vũ trọng. Đây, đứng ở ngoài này không?